Hello Thanh Thường, chào Lê Trung Đức, chào Trần Trọng. Các em share vào trong các nhóm giúp thầy nhá. Hello Quang Đoàn. Các em giúp thầy share trong các nhóm nhá. Hello, chào Vương Địa Diễm Quỳnh, chào Dung IST. Hello cả nhà. Hello, chào Thúy Linh. Các em share được nhanh về tường cho mình bắt đầu học nhá. Chịu trọng, không nhiều ai cầm mấy được. Các em xem hình có nét không? Các em comment lại giúp nào. Ở hình ảnh có nét không? Mọi thứ có sắc nét không? Mọi thứ có ổn không? Hình ảnh sắc nét này, âm thanh rõ ràng này. Đấy, em thấy không? Camera cũng nhún nhảy theo nhạc luôn. Chào Tâm Lê. Chào Lục Trung Đức, chào nội bộ. Hello cả nhà. Chào Lan Nhi, chào Phạm Hường. Đấy, các em share thật nhanh về tường nhá. Các em share thật nhanh về tường, hôm nay là buổi chia dạng. Share thật nhanh về tường, hôm nay chúng ta học buổi chia dạng. Các em biết rồi, các anh chị 2K1 thi như nào, nhưng chúng ta bắt đầu sớm. Càng bắt đầu sớm là một lợi thế. Hello. Ổn à, âm thanh ổn không? Ai khóc nỗi đau này, chính xác. Xe nào, đúng rồi, Minh Anh xe ở trong nhóm lớp với thầy nhá. Các em nhớ là đợt này thầy đang làm khá là nhiều để mà lọc những cái bạn ít tương tác, để thầy kết bạn với là thật nhiều bạn 2K2 tương tác có thể nhiều hơn. Thế nên là thầy rất mong muốn là những cái buổi live stream thầy được các em xe lại về tường, xong rồi tag tên các bạn của các em vào trong video live stream này. Đấy, những cái buổi live stream thầy, đặc biệt là những buổi live stream không chén gió, và chủ yếu thì chúng ta tập trung vào học để mà có những cái kiến thức. Và các em nhớ rằng những buổi live stream thầy là những buổi live stream nó chỉ trên tầm 1 tiếng hoặc trên 1 tiếng một chút, bởi vì như vậy thì sẽ giúp cho các em học tốt hơn. Chào Lan Anh xe vào trong nhóm lớp mình giúp thầy nhá. Được chưa? Ok, mình bắt đầu được chưa? Các em xe đặt nhanh đến được 150 bạn thì chúng ta bắt đầu học nhá. Xe về UA để được 150 bạn thì mình bắt đầu học. Hôm nay là buổi thầy dạy live ở ngoài tường. Nhớ xe thật nhanh về Word để được 150 bạn thì mình bắt đầu học. Lục Trung Đức thầy lùi đề tí xem có ba. Tí nữa mình live stream. Quỳnh Nhím hơi mở. Quỳnh Nhím thì cho lên trên ấy. Cho lên trên máy tính là ok. Hello, chào Phạm Thiên Đạt. Xe thật nhanh về tường nhá. Xong rồi tag các bạn vào trong video live stream giúp thầy. Như các em nhìn thấy thì các anh chị 2K1 đã kết thúc với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia khá là rực rỡ, khi mà thầy tủ trúng 3/8 của vật dụng cao, mà tủ trúng cả có trong đấy có một câu tủ trúng cả đáp án. Nhưng mà có khá nhiều anh chị không làm được, bởi vì đơn giản là không học thì từ đầu, không học thì từ đầu thì rất khó có thể làm được những câu đấy, bởi vì ngồi phòng thi mà các em biết tâm lý, thứ hai nó lại còn là rất nhiều vấn đề khác. Chào Đặng Thành. Thế nên nhớ là học thầy từ đầu thì nó sẽ chiến thắng, được chưa? Thế không chém gió nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Các em nhìn rõ đấy, chúng ta bắt đầu buổi học live stream ngoài tường ngày hôm nay. Câu ví dụ số 1 đấy, ở phần ST. Phần ST thầy chia cho chúng ta thành ba cái dạng chính. Giờ ta làm cái dạng số 1. Dạng số 1 là dạng mà xác định M muối, M chất rắn phản ứng và từ phản ứng xà phòng hóa. Được chưa? Các em ok nhá, mình bắt đầu học nhá. Thế bây giờ mình có này, từ cái ví dụ số 1 này. Ví dụ số 1 sẵn sàng chưa? Chấm cái nào. Chấm cái để sẵn sàng nào. Cả nhà chấm cái để biết là mình sẵn sàng nào. Hello. Cùng chấm nhá. Chào Nguyễn
cái gì chi ấy. Nào mình bắt đầu. Ok, thank you Lan Anh. Bắt đầu nhá. Chào Gia Hân. Ví dụ số 1 nào. Thầy sẽ giải cực kỳ chậm để cho các em hiểu. Thứ nhất này, 7,4g metinacetat. Chào Nguyễn Thảo Chi. À Chi, 140 bạn rồi, xe thật nhanh về tường nhá. Để cho các anh chị hai, các anh chị rắn nhìn thấy rằng là đội ngựa nó còn mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn nhiều. Chào Hoàng Nguyễn. Metinacetat, metinacetat chúng ta là gì nhỉ? Acetat này là CH3COO, CH3. Đề bài cho chúng ta là 7,4 đúng không? Chúng ta tìm được số mol luôn. Nhìn non thầy bấm phân tử khối nhá. Chỗ này là 12 này, cộng với này, hydro là 11 nhân 3 này. Nhìn không? Đây 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 đây. Được chưa? Cộng với lại 12 này, cộng với lại 16 này, cộng với lại 16 này, cộng với lại 12 này, cộng với lại 3 này thì bằng 74. Được chưa? Thế là 2K1 xem được Hoàng Nguyễn nhá. Thế là mình tìm được số mol luôn. 7,4 chia cho 74 thì bằng kết quả số mol ta là 0,1. Chú ý rằng là ở trong này là trong NaOH vừa đủ. Trong NaOH vừa đủ nhá các em nhá. NaOH đủ thì thu được mờ muối. Vậy ở đây, đây là phản ứng thủy phân này. Em nhìn kỹ này, cái phương trình này để tạo thành CH3COONa nhá. Nhớ comment đáp án này. Cộng với lại CH3OH. Được chưa? Thế thì vậy Thảo Chi, sao nó mờ á? Các em có bị mờ không các em? Các em thấy nét này, các em thấy mờ. Chào Lê Cẩm Tú. Hello. Vậy hoàn xét là nhanh về tường nhá. Tắt các bạn vào trong video live stream nhá. Xem mạnh mẽ vào. Thi xong rồi có được xem. Được xem. Phù hợp nhá. Thu được này, bảo toàn này, 0,1 mol đấy, này là 0,1 mol này. Vậy đến đây mình tìm được mờ muối luôn đúng không? Đây là mờ muối gì? Mờ muối. Mờ muối chính bằng mờ của CH3COONa và bằng 0,1 nhân phân tử khối của cụm này là cụm bằng 82. Vậy nó bằng 8,2g. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Chúc mừng tất cả các bạn comment đáp án A. Rất là tốt. Được chưa? Những câu này những câu rất là dễ thôi. Nhưng mà đây mà không có những câu dễ này thì mình không thể tiến đến những câu khó hơn được. Đây những câu dễ này những câu nền tảng. Đấy, các em có hiểu không nhỉ? Các em có hiểu những gì thầy giảng không? Đấy, sau đó mình sang ví dụ số 2. Đấy, tốt. Hôm nay thầy rất là yêu quý 2K2 đấy. 2K2 cứ tình trạng này xe thật nhiều trong tác, thật nhiều các bạn vào thì thầy livestream kinh điển luôn. Đợt tới thì livestream rất rất nhiều cho 2K2. Hello Phạm Trinh, hello Hiếu Nghĩa. Chúng ta nào ta cùng chiến đúng không? Nét lắm đấy. Thế những bạn nào mà không bị nét thì chắc chắn là do đường truyền mạng nhà các em rồi, các em phải kiểm tra lại nhé. À, chúng ta học là không chém giọng. Nhớ rằng đây là những buổi học không chém giọng. Chúng ta sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2, thủy phân 8,8g. Ok, Thái Đức Bình. Bạn nào 2K1 mà muốn xin đọc lại thì inbox cho thầy nhá. À, ví dụ số 2, thủy phân 8,8g metinacetat. Thì chúng ta cần phải tìm được rằng là các anh chị 2K1 đang theo dõi video live stream, thầy nhớ tag cho thầy các em 2K2 vào trong video live stream này nhá. Xong share vào trong các cái nhóm. Bởi vì các anh chị 2K1 thì học thì biết là thầy dạy khủng như nào rồi. 8,8g metinacetat. Etinacetat là CH3COO CH5 đúng không? Được chưa? Chúng ta phải biết được tên. Không biết được tên là không thể làm ở đâu các em ạ. Nhá, mình tìm được số mol luôn này. Etinacetat này, thầy bấm cho chúng ta nhìn phân tử khối này. Nhìn kỹ nhá. Cách bấm phân tử cụm là cụm 15. Cộng với này, cụm này cụm CO là 44. Cộng với này, cụm này là 29 này. Bằng 88. Vậy thầy tìm được số mol luôn nhỉ. 2K4 cũng có câu làm được. Thế cơ, kinh nhỉ. Bằng 8,8 chia N bằng 0,1 mol. Nhìn chưa? Bằng 0,1 mol. Vậy số mol etinacetat bằng 0,1. Cộng với NaOH. Số mol NaOH bằng 2 nhân 0,1 thì bằng 0,2. Được chưa? Thu được mg chất rắn. Vậy chất rắn ở đây chúng ta thi xong chán à? Ok, thi xong không có gì làm thì chán thôi. Ngồi đây học cùng các em 2K2 được. Z3CONa cộng với lại C2H5OH đúng không? Được chưa? Ok. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào mình có này. Vậy đây này, mình có anh này là 0,1 thì tạo thành số mol này bằng 0,1. Và chúng ta lưu ý một điều, phải cực kỳ lưu ý rằng là nếu bảo toàn natri thì mình nhìn thấy ngay là NaOH còn dư. NaOH còn dư. Thầy dạy quá giữ toàn skin hay không? Chuẩn. Thank you Thái Đức Bình. Cứ theo dõi thật nhiều thì còn rất rất nhiều skin này. Nhá, 2K1, 2K2 chú ý. Đấy các anh chị 2K1 nói đấy. Mình bảo toàn natri thì mình có anh này là 0,2 trừ đi 0,1 thì còn 0,1 đúng không? Chúng ta lưu ý cho thầy này để bài hỏi chúng ta làm mờ chất rắn. Nhá, thì thằng NaOH dư cũng là chất rắn, được chưa?
Vậy mình có M chất rắn thì chính bằng M của CH3COONa cộng với lại M của NaOH dư. Các em lưu ý nhá, được chưa? Hiểu không? Hiểu không nhỉ? Thế thì vậy là ngay lập tức là mình sẽ có luôn. Bị lag à? Ừ, công nhận thầy thấy mờ phết. Các em có thấy bị mờ không? Các em có thấy bị mờ không? Hình như hơi mờ mờ. Ok, đợi thì tí thầy chỉnh lại. Giờ thì chắc hết bị mờ rồi. Ok chưa? Mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục nhá. Các em vào lại đi. Các em thoát ra vào lại nét. 99 coi được. Các em thoát ra xong vào lại là nét. Vậy mình tìm được M chất rắn bằng này 0,1 x 82. Các em thoát ra vào lại là nét lại được rồi. 0,1 x 82 cộng với NaOH dư là 0,1 x 40 thì bằng 0,1 x 82 cộng 0,1 x 40. Ok, bây giờ thì hết lag rồi. Xe lại về tường đi. 0,1 x 82 cộng 0,1 x 40 bằng 12,2. Nhìn chưa? 12,2 phải đáp án đúng, chúng ta là đáp án à. Đấy, thầy đang chia dạng nha. Rượu bay hơi chính xác, rượu bay hơi em ạ. Rượu bay hơi thì không còn là chất rắn nhá. Ok chưa? Các em thấy nét chưa? Bạn nào thấy nét thì chấm cái để thầy biết nào. Các em bạn nào thấy nét thì chấm cái để thầy biết nào. Đầu tư làm máy tính thầy chịu, thầy nhéo. Nào mình có tiếp tục sang ví dụ số 3. Sang ví dụ số 3, một ví dụ hay hơn rất nhiều. Ví dụ số 3 đây, thầy đang sắp xếp những ví dụ từ dễ đến khó đấy các em nhá. Thầy đang sắp xếp các ví dụ từ dễ đến khó đấy, để cho các em dễ theo kịp đấy. Được chưa? Full HD, tốt, ngon rồi. Nào tiếp tục nào. Ví dụ số 3 nào. Ví dụ số 3 comment đáp án xem nào. Nguyễn Công Tùng đây rồi. Công Tùng xe về tường nhá. Cho 12,2 gram phenin format. Các em nhìn thấy cái sự quan trọng của việc mình phải đọc được tên đúng không? Bạn nào mà chưa đọc được tên thì phải xem ngay cái like 01 của thầy nhá. Đấy, Phan Anh hãy kể cho các em 2K2 biết là thầy dạy tốt như nào đi. Đấy, này, etinacetate phải biết, mà phenin format phải biết. Nếu mình không biết được tên là mình coi như mình toi. Tốt. Tuyết Nhi đúng rồi, chính xác, rất tốt. Phenin format là HCOOC6H5. Đúng chưa? Thế là mình tìm được số mol nhỉ? Mình tìm được số mol của phenin format luôn. Em thề, ok. Số mol mình tìm phân tử khối đó. 1 cộng với này, 44 này, cộng với này 12 x 6 cộng 5 này. Phân tử khối nó bằng 122, ngon thế. Vậy mình tìm được số mol luôn. 12,2 chia N bằng 0,1 mol. Tác dụng với KOH. Số mol KOH bằng 2 nhân với lại 0,15 thì bằng 0,3 đúng không? Các em chú ý này, cái chỗ này chú ý này. Trục lục trung thức 3, trời ơi. Con học được anh tặng nhá. Mình được này. HCOOK cộng với C6H5OK cộng với nước. Tại sao lại là C6H5OK? Tại vì thằng này nó sẽ là phenol. Phenol phản ứng KOH với ăn 2KOH nha. Được chưa? Có file mà Hiếu Nguyễn ở trên fanpage đấy. Vậy ở đây tính theo thằng HCOC6H5 0,1 0,1 0,1 và ngay lập tức mình biết ngay. Nếu bảo toàn kali, bên này là 0,3, mà bên này có 0,1 kali này, 0,1 kali chứng tỏ KOH dư. KOH dư là 0,3 trừ 0,1 trừ 0,1 thì còn 0,1 KOH dư. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Nhớ xe về tường nha, xong tác các bạn 2K2 vào. Năm sau lên người hóa, ok, tốt, Lục Trung Đức. Đúng rồi, hai muối. Mà các em còn hay nhầm nữa là cả KOH dư cũng quên này. Vậy mình có này, M chất rắn này. M chất rắn thì luôn bằng M của các muối, là M của HCOOK cộng với M của C6H5OK cộng với M của cả KOH dư luôn. M KOH dư. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được luôn. HCOK bằng 0,1 nhân phân tử khối. Chú ý kali là 39 nha, đừng có nhầm. Vậy mình tìm được số mol này. Phân tử khối là 1 cộng 44 cộng 39 bằng 84. 0,1 nhân 84 cộng với C6H5OK là 0,1 nhân phân tử khối này. 12 x 6 cộng 5 cộng 16 cộng 39 bằng 132. Cộng với KOH dư là 0,1 x 56. Eo đuối nhảy mãi chưa lên được 150 bạn. 2K2 như đuối là cả 2K1. Em nhớ rằng 2K1 đợt vừa rồi kết thúc học thầy được 1,3K đấy. 1,3K thanh niên theo dõi học thầy.
nhân 84 cộng với 0,1 nhân 132 cộng với 0,1 nhân 56 bằng 27,2 gram. 27,2 gram vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, tại anh ơi, tại anh xe về tường xong rồi tác em 2K2 vào giúp thầy nhá. Đấy, xe thật nhanh về tường, được chưa? Các em hiểu chưa? Vậy ở đây, đến đây thì có một cái chú ý. Chúng ta làm được bài tập, chúng ta phải quan trọng là mấy cái điểm chú ý. Ở đây các em có một cái chú ý, các em nốt lại cho thầy nhá. Chú ý hay còn được gọi là chóe. Chóe. Các em phải lưu ý cho thầy cái chú ý này. Đó là khối lượng của chất rắn khi đề bài hỏi thì luôn luôn bằng m muối cộng với lại m kiềm dư. Nhớ chưa? Luôn luôn chú ý cái này cho thầy để làm vào những câu khó hơn. Được chưa? ST rất hay lừa mấy cái này. Nhá, ok. Mình tiếp tục. Các em hiểu bài không nhỉ? Sang ví dụ số 4 nha. Sang ví dụ số 4 nha. Comment đáp án ví dụ số 4 thế nào? Comment đáp án ví dụ số 4 cho thầy xem nào. Thủy phân 11,8 gram dimethinoxalat. Đấy, không biết tên là tèo luôn à. Không biết tên là tèo luôn. Đứa nào chưa xe về tường xe ngay nhá. Chấm hút cái xong xe luôn về tường. Đây là những buổi học mà không có la, không có chém gió. Đúng chưa? Đấy, để nhân chúng ta chú ý là lịch livestream cố định chúng ta vào tối thứ ba hàng tuần nhá. Và thầy đang xem xét xem là có nên livestream cho các em thêm một buổi tối nữa, là vào buổi tối thứ sáu hay tối thứ bảy. Đấy, các em muốn thầy live thêm một buổi nữa, live thêm một buổi vào tối thứ sáu hay tối thứ bảy. Vào tối thứ sáu hay thứ bảy, em học được tối hôm nào hãy comment. Nào mình có nào. Tiếp nào. Thủy phân 11,8 gram dimethinoxalat. Dimethinoxalat vậy là gì nhỉ? COOCH3. COOCH3 đúng không? Chúng ta lại đi tìm phân tử khối để tìm được số mol. À không, thầy tập trung vào làm việc không có chém gió. Nguyễn Thị Thu Thủy. Đấy. Các em vote đi, vote nha. Vote đông nhất về bên nào thì thầy sẽ dạy hôm đó. 44 cộng 15 cộng 44 cộng 15 bằng 118, phải thầy tìm được số mol. 11,8 chia n bằng 0,1. 0,1 mol. 0,1 mol nhá, cộng với lại NaOH. Số mol NaOH bằng 1 nhân 0,3 thì bằng 0,3 để tạo thành này COONa. COONa. Đúng chưa? Cộng với lại CH3OH 2. Vậy là đây là NaOH là chắc chắn là dư rồi. Anh này sẽ là 0,1. Và nếu thầy bảo toàn natri, natri với này 0,3 này, với này có 0,1 nhân 1 nhân 1, vậy là có 0,2, vậy chứng tỏ là NaOH lại dư. Vậy đề bài hỏi chúng ta mới chất rắn nha. Ok, thầy thấy team thứ 7 hơi bị đông nhỉ? Thầy thấy team thứ 7 hơi bị đông mà rất là mạnh mẽ. Vậy ở đây mình có mờ chất rắn bằng m của COONa tất cả 2 lần cộng với m của NaOH dư. Được chưa? Vậy nó bằng bao nhiêu này? Bằng 0,1 nhân với phân tử khối của COONa. Ô thầy thấy team thứ 7 hơi bị nhiều đấy. Team thứ 7 hơi bị đông đảo ấy nhờ. Thế có lẽ là mình phải làm buổi live nữa vào tối thứ 7 nhỉ? Các em comment nhá. Phân tử khối của COONa nhìn nhá, thằng này 44 cộng 23 nhân 2 134 cộng với NaOH dư này, bảo toàn này 0,3 trừ 0,1 nhân 2 bằng 0,1. NaOH của thầy dư bằng 0,1, vậy là cộng với lại 0,1 nhân 40. Được chưa? Vậy là nhân 0,1 cộng 0,1 nhân 40 của chúng ta bằng 17,4 gram. Nhìn thấy chưa? 17,4 gram, vậy đáp án đúng đáp án B. Chào Nguyễn Hoàng Tuấn Phát, like 2 thì là ở trong nhóm live VIP của thầy nhá. Like 02 ở trong nhóm live VIP của thầy. Được chưa? Như các em biết thì thầy có hai khóa, một khóa là khóa full video, một khóa là khóa live VIP. Được chưa? M á. Bây giờ làm gì còn M nữa, Ngọc Trang. Nét căng hơn cả Sony rồi. Thầy bật vào 4G livestream cho bọn em ấy. Nào mình có sang ví dụ số 5. Úi giời. Ví dụ số 5 này hơi bị chất luôn này. Ví dụ số 5 này hơi bị chất luôn. Hello Kim Xuân Phong. Ví dụ số 5 hơi bị chất, các em non thầy giảng thật kỹ cho các em nghe để hiểu ví dụ số 5 nhá. Như các em nhìn thấy ví dụ số 5 là đề thi đại học khối A năm 2011. Đấy, một trong số những ví dụ khá là khó, đúng chưa? Em đang ngồi xem live trong bóng tối thì càng tốt, học trong bóng tối càng tốt.
Nguyễn Thị Thu Thủy. Nào, ok, tiếp tục. Chiến nha. Ví dụ số 5, STX được tạo thành từ ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn trước. STX được tạo thành từ ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn trước. Thế vậy bây giờ thì có là một thằng là R1. COO ethylene glycol là CH2. R2COOCH2. Trong phân tử STE số nguyên tử carbon nhiều hơn số nguyên tử oxy là 1. Mình nhìn này. Hello Hà Thị Phương Thảo. Chào em. Số nguyên tử carbon nhiều số nguyên tử oxy là 1. Vậy mình thấy này, oxy là 1 2 3 4. Vậy số nguyên tử carbon nó sẽ bằng là 4 cộng 1 thì bằng 5. 5 nguyên tử carbon. À, buổi 1 thì ở trên tường của thầy, còn buổi 2 là ở trong nhóm live VIP em nhá. Trần Đại Dương. Vậy đây thì được này. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon rồi. Vậy suy ra R1 cộng R2 thì chỉ bằng 1 carbon thôi. Điều này chứng tỏ chỉ có thể là 0 cộng 1. Hay nó khác, anh ST chúng ta là HCOOCH2 và CH3COOCH2. Các em nhìn đến xem đủ đúng là carbon nhiều hơn oxy 1 nhé. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. 1, 2, 3, 4 oxy. Đúng là nhiều hơn 5 đúng không? Được chưa? Chính xác Nguyễn Thị Thu Thủy. À, giờ em đăng ký live viết được em ạ, em inbox cho thầy nhá, Linh Nhã lại nhá, rất nhiều bạn con, rất nhiều bạn đăng ký rồi. Nhóm live viết của thầy đang cực kỳ đông rồi, mau lên học từ đầu đi thì ổn. Trong phân tử ST rồi, ok, khi cho M gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, NaOH dư thì khối lượng NaOH phản ứng là 10 gam. Vậy chúng ta tìm được số mol NaOH nhá. Số mol NaOH bằng 10 chia 40 bằng 0,25 mol, 0,25 mol. 0,25 mol. Các em chú ý cho thầy này, anh ST là ST2 trước. Do là ST2 trước nên nó sẽ ăn hai thằng NaOH. Vậy mình suy ngược lại được thằng ST đúng không? 0,25 nhân 1 chia 2 bằng 0,125. Đến đây mình tìm được mở. Đến đây mình tìm được mở. Các em không thể bấm máy tính mở nhá. Đến đây mình tìm được mở luôn. 0,125 nhân 1 cộng này, 44 này cộng này, 14 này cộng này, 14 này cộng này, 44 này cộng này, 15 này bằng 16,5 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D, rất là dễ. Quỳnh Nhím tốt, chính xác. Lấy máy tính là bấm lại nhá Quỳnh Nhím nhá. Quỳnh đáng yêu. Ok các em có hiểu câu số ví dụ 5 này không? Ví dụ 5 này chỉ là mình dám nghĩ dám làm là ok thôi nhá, không quá khó đâu. Mình sang tiếp này, câu 57 nào. Các em cùng comment đáp án câu 57 nào. Ở đây là những cái buổi livestream này là thầy chia dạng rất là chậm và cực kỳ kỹ cho các em nhá. Buổi 2 thì like trong nhóm live VIP, đúng rồi, chính xác Ngọc Trạng. Nhóm live VIP thầy học tối hôm qua. Nào, câu 57 nào. 57 cho 23,2 gam etin butyrat nào. Chúng ta phải chăm chỉ chúng ta mới chiến thắng được. Đây vẫn đang ở dạng số 1 thôi. Đúng không? Ok. Câu 57 nào. Cho 23,2. Ok, thank you Lê Kim Yến. À, hiểu thì nhớ chấm cái dòng xe này về tường nhá. Câu 57 cho 23,2 gam etin butyrat. Etin butyrat. Đấy, butyrat đây. 1 2 3 4 OO C2H5. Vậy đây mình có thể viết lại nó là thành C3H7 COO C2H5. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol luôn nhá. Mình bấm cho nào. 12 x 3 cộng 7 cộng 44 cộng với 29 bằng 23,2 chia N bằng 0,2 mol. Tác dụng với NaOH. Số mol NaOH bằng 1 x 0,3 bằng 0,3. Vậy chúng ta thu được C3H7 COO Na cộng với lại C2H5 OH Nguyễn Thu Thủy. Ok. Etin butyrat. À, ok, trăm kiếm 9 cộng, chính xác. Học ngay từ đầu thì kiếm nó rất dễ thôi. Vậy đây mình thấy này, NaOH dư. Vậy lúc này anh này sẽ tính cho thằng hết là 0,2 là số mol của ete là 0,2. Và anh này là ancol bay hơi. Vậy chắc chắn ta còn có cả NaOH dư. NaOH dư. Bảo toàn natri thì bên này có 0,3 mol natri nha. Nhìn kỹ nha, bên này có 0,2 x 1. Vậy là mới có 0,2 thôi, vậy là còn thiếu 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1. Và đây chính là mở chất rắn. Thế không phải ghi mở chất rắn nữa, bây giờ thì viết như này. Ok, mình có nào. 0,2 nhân với phân tử khối này, 12 nhân 3 cộng 7 cộng 67, cụm này cụm 67 nha, cộng với 0,1 nhân 40 bằng
26g. 26g phải đáp án đúng, mình là đáp án B, đặng vệ chính xác. Rất tốt. Nguyễn Công Tùng comment kiểu gì đấy em? Bấm máy tính lỗi à? Chắc Tùng quên ông cộng là AH rồi, mắt lé. Tùng Dương. Ok, nào tiếp tục nhá. Các em hiểu không? Cẩn thận không bị lừa nhá. Cẩn thận bị lừa như bạn Công Tùng. Câu 58 sử dụng một skin của thầy. Đấy. Câu 58 sử dụng một trong số những skin của thầy. Những bạn nào mất gốc đều có thể học được cái. Những bạn nào mất gốc chấm cái xe lại về tường nào. Câu 58 sử dụng một trong số những skin cực kỳ kinh khủng. Một trong số những skin cực kỳ kinh khủng. Nào, mình có câu 58 nhá. 58 chiến thôi. Hello Hoàng Nam, nhớ quá. Comment bừa bánh trận đấy, làm đi. Nào, câu 58 nào. Sao băng hóa hoàn toàn. Sao băng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 este là HCOCH5, HCOOC2H5, không phải quy đổi quy ước gì hết, và CH3COOCH3 22,2 gam. Các em chú ý nha, nhìn được kỹ nha. Bằng dung dịch NaOH nóng, thể tích dung dịch NaOH tối thiểu, vậy là thằng này là A thì thằng này là B đúng không? Thầy có hai ẩn này, có một dữ kiện này. Đây phương pháp đếm ẩn skin 01, được chưa? Hello Tùng Dương. Hai ẩn một dữ kiện được quyền gạch cái một ẩn, gạch phước này đi. Vậy thì tìm được số ngoài này. 1 cộng 44 cộng 29 bằng 74 đúng không? 22,2 chia N bằng 0,3, vậy A bằng 0,3. 0,3 mol mà đây là ST đơn chức nên ăn là AH theo 0,3, vậy số mol là AH bằng 0,3. Số mol là AH bằng 0,3, vậy thì tìm được V bằng 0,3 chia cho 1 bằng 0,3 lít và bằng 300ml, đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Tỉnh chưa? Nhìn thấy không? Đây là skin đếm ẩn dành cho những bạn mất gốc chiến hết, mất gốc chiến được hết nha. Thế còn cách số 2, cách làm nhanh. Cách số 2, cách làm nhanh thì các em nhìn thấy cho thầy này. Cả hai thằng HCOOC2H5 và CH3COOCH3 thì đều có chung công thức phân tử là C3H6. Chúng nó đều có chung công thức phân tử là C3H6O2. Vậy thì cũng đều chung công phân tử khối bằng 74, vậy số mol nó bằng 0,3 và ST này đơn chức cũng ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 cũng bằng 0,3 thôi. Nhưng thầy nghĩ rằng là khi mà ngồi trong phòng thi thì ít đứa nhìn được ra anh này lắm, nên là chủ yếu dùng theo đếm ẩn thôi. Đếm ẩn sẽ khủng nhá. Nhớ chưa? Tiếp tục nào, sang câu 59 nào. Sang câu 59 nào cả nhà. Câu 59 nào. Chiến đấu nào. 59 nào. Comment đáp án câu 59 để coi nào. Comment đáp án câu 59 để coi. Hôm nay chúng ta chiến hai dạng đấy. Câu 59. 59 nào. BG thì có skin chính xác. Rất nhiều skin. Câu 59. Sao băng hóa 8,8 gam etin acetat. Etin acetat là CH3COOC2H5. Chúng ta tìm được số mol luôn, 8,8. Bây giờ thầy dạy các em chiêu, chúng ta phải nhớ ngay C4H8O2 là bằng 88. Vậy thì tìm được số mol luôn là 8,8 mà chia cho 88 thì bằng 0,1 mol. Đớp nhau với NaOH nha. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,2 bằng 0,04. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, quỳnh nhím tốt đó, CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Chúng ta lưu ý C2H5OH là bốc hơi vứt đi. Vậy ở đây này tính theo thằng nhỏ hơn, thằng này 0,1, thằng này 0,04. Vậy tính theo thằng 0,04 đúng không? Anh này bằng 0,04 mol. Vậy ở đây chúng ta chú ý rằng là ST dư, nhưng ST tồn tại ở điều kiện thường chủ yếu thể lỏng, đúng chưa, và thể rắn. Nhưng mà thằng này là không tồn tại thể rắn, thằng này tồn tại ở thể lỏng. Đốt lên thì nó bay hơi đi, được chưa? Đốt nó lên bay hơi. Vậy chỉ ở đây mình có chất rắn khan của mình chỉ có là CH3COONa thôi. Nhớ nha, chứ chất rắn khan không có ete. Vậy khối lượng bằng 0,04 nhân với 82. Được chưa? 0,04 mà nhân với 82 thì bằng 3,28 gam. Được chưa? Ok, đáp án đúng đáp án A. Hello, Lê Kim Miến, các like thì dạy skin, đúng rồi, like xong thì ẩn chính xác, nên là phải xe lại về tường không là thầy ẩn mất, bởi vì là những cái skin đấy rất kinh, rất dễ bị mọi người copy. Thế nên là cứ like xong rồi thì ẩn, không để cho xem lại. Ok. Câu 60 nào các em. 60 nào. 60 bây giờ.
60 nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 37 gam hỗn hợp 2ST. Xà phòng hóa hoàn toàn 37 gam hỗn hợp 2ST. Các em nhớ theo dõi thầy liên tục nhá. Đợt hè này là thầy livestream với em cực kỳ nhiều. Xà phòng hóa hoàn toàn 37 gam hỗn hợp gồm 2ST là HCOO C2H5 và CH3CO CH3 bằng dung dịch nào hát đun nóng. Vậy đây mình có này, HCOO C2H5 và CH3COO CH3. Ở đây mình chỉ biết là 37 gam thôi, đúng chưa? Vậy mình đặt anh này là A, đặt anh này là B này, bằng dung dịch NaOH đun nóng này. Vậy thì lại có cái mô típ y xì như cái mô típ câu 58, đúng không? Thì có này, một ẩn, hai ẩn, một dữ kiện, gạch phước một ẩn đi. Vậy thì tìm được số mol luôn, 37 chia 74 và anh này bằng 0,5. ST đơn chức thì anh này bằng 0,5. Vậy khối lượng NaOH là 0,5 nhân 40. Suy ra thì có M NaOH bằng 0,5 nhân 40 bằng 20 gam. Ok, Tùng Dương chính xác, Đặng Huệ chính xác, Hà Ngọc chính xác. Các em đã hiểu cái skin đến bẩn chưa? Những bạn nào mà chưa hiểu skin đến bẩn thì hôm nay theo dõi livestream này chắc chắn thì nghĩ là các em cũng đã hiểu, đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B 20. Các em có thể lên YouTube của thầy. Các em có thể lên YouTube nhé. Tất cả những bạn nào mà muốn theo dõi lại các skin của thầy, nghe thầy bảo này, em lên YouTube, em search là Minh Myelin. Minh Myelin. Đây, em search Minh Myelin. Được chưa? Quánh vào Minh Myelin phát. Đấy, em nhìn thấy cái channel của thầy này, Minh Myelin này. Kích vào Minh Myelin này. Đấy, nhớ kích nút chuông để theo dõi nha. Đây này, xác định đầu phân siêu tốc để skin nè. Skin xác định đầu phân siêu tốc đấy, nhớ chưa? Thì xem những skin này. Đấy, những skin của thầy chất những đất cất chính xác. Đấy, có rất nhiều bạn review. Được chưa? Tiếp nha. Tiếp nha. Chiến đấu tiếp nào. Đứa nào chưa xe lại về tường. Ok. Mình sang câu số 61 nào. Skin chết người, đúng rồi. Chuyên đi cân những cái kinh khủng. Câu 61. Skin độc địa. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam ST là etinacetat. Etinacetat là CH3COOC2H5 và betin propionat 1,2,3COOCH3 bằng lượng vừa đủ dung dịch, chỗ này là 17,6 nhá. Bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH. NaOH chưa biết. Giá trị của V lại mô típ cũ, đặt A, đặt B, hai ẩn, một dữ kiện. Các em hiểu skin chưa? Hai ẩn một dữ kiện, vậy gạch một ẩn. Được chưa? Vậy ta tìm được số mol hoàn toàn luôn, 17,6 chia 88. 17,6 chia 88 thì bằng số mol bằng 0,2. 0,2, vậy suy ra số mol NaOH bằng 0,2 luôn. Đến đây mình tìm được V bằng 0,2 chia 0,5 thì bằng 0,4 lít, 0,4 lít thì bằng 400 ml. Đấy. Thế là trong cái buổi hôm nay thầy vừa chia dạng và thầy vừa hướng dẫn cho các em lại cái skin đếm ẩn, một trong số những skin rất kinh khủng của thầy. Skin đếm ẩn này giải được một trong 8 câu vận dụng cao hôm vừa rồi, 2K1 thi. Và trong đề thi đại học từ năm 2010 cho đến bây giờ thì skin đếm ẩn của thầy luôn luôn cân được các câu vận dụng cao. Nên các em cần chú ý cái skin đếm ẩn này luyện thật là kinh khủng nha. Bây giờ mình sang cái dạng số 2. Đốt cháy. Cả team live VIP chú ý, tối mai thầy lại chia dạng tiếp ở trong nhóm live VIP nhá. Live VIP chú ý, bây giờ là mình học rất là kinh khủng luôn, tối mai chúng ta lại học trong nhóm live VIP. Ok, live VIP, điểm danh nào. Live VIP đang theo dõi livestream thầy điểm danh nào, chấm cái để cho các bạn biết là team live VIP của thầy mạnh mẽ như nào. Ví dụ số 6 phần đốt cháy, các em chú ý nha. Nhìn này, ví dụ số 6 phần đốt cháy. Thế ở đây thì có một vài cái chú ý cho các em nhá. Thứ nhất là ethanol đơn hở. Ethanol đơn hở thì luôn luôn có công thức tổng quát là CnH2nO2. Và khi đốt cháy nó thì thu được NCO2 cộng N nước. Anh này là 3N-2/2. Và khi đốt cháy ethanol đơn hở thì ta luôn luôn có một điều, đó là NCO2 thì bằng N nước. Hiểu chưa? Và cái này phải chú ý cho thầy nhá. Cái này phải cực kỳ chú ý cho thầy, đóng khung lại. Ok chưa? Bạn nào chưa đóng khung thì đóng khung lại nhá. Có thể tìm lại VIP chấm nhiều chưa?
Hôm sau thầy like 0304 đến hết luôn chứ đừng... Đâu thầy vẫn like mà. À không, Ngọc Trang ơi, một bài thì like ở ngoài, một bài thì like trong live VIP em ạ nhá. Thầy không ngắt quãng đâu, nhưng mà những cái chuyên đề này rất là dễ thôi. Được chưa? Mình có nào. Ví dụ số 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ST đơn. Đáng nhẽ là cái phần chia dạng này là thầy like trong live VIP, nhưng hôm nay là thầy like để cho các em lấy được nền tảng nhá. Mình có này. Ví dụ số 6 này các em cần chú ý này. 0,1 mol ST đơn trước. CN ST đơn trước thôi chứ biết là gì. CA HB O2 0,1 cần dùng oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy nhỉ? 10,08 chia cho 2,4. 10,08 chia 2,4 thì bằng 0,45 mol. Thu được này, CO2 cộng nước, số mol nước bằng 5,4 chia cho 18, các em cố gắng nhẩm được nhá. Thì bằng 0,3 mol. Vậy nhìn này, nhìn kỹ này, nhìn thật kỹ này. Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Được chưa? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình có này, 0,1 x 2 cộng với 0,45 x 2 thì bằng, ở đây có 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Vậy đến đây chúng ta tìm được số mol CO2 đúng không cả nhà? Đúng không? Thầy có nha. À Quỳnh Nhí học được. 0,1 x 2 cộng 0,45 x 2 trừ đi 0,3 bằng chia 2, vậy số mol CO2 chúng ta bằng 0,4. Ok chưa? Thế số mol CO2 bằng 0,4 rồi. Thế bây giờ cho toàn bộ sản phẩm. Vậy sản phẩm cháy của chúng ta, sản phẩm cháy của chúng ta là gồm CO2 và nước. Số mol CO2 bằng 0,4, số mol nước bằng 0,3. Cứ vào trong CaH2 lần dư. Thì đã thu được gì? Do có từ dư nên đã thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 và số mol kết tủa luôn bằng số mol CO2 0,4. Hiểu chưa? Vậy đến đây ta tìm được khối lượng luôn, 0,4 x 100 40g. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đúng rồi. Bài rất dễ, chính xác, Trần Văn Cao. Cao học rồi thì dễ đấy. Những cái bài này của thầy là đi từ các mức là vận nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao đấy các em để ý. Đi từng bước, từng bước một, từ từng bước một nha. Nào mình có ví dụ số 7 nào. Ví dụ số 7 nào. Ví dụ số 7 này. Đốt cháy hoàn toàn thì có những cái ví dụ cực kỳ thầy sắp xếp từ dễ đến khó để cho các em cùng học đấy. Ví dụ số 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam. Đứa nào chưa xe lại về tường xe nhanh nhá, không chốc là thầy ẩn đấy. Đây là bài giảng ở trong nhóm live VIP của thầy like ra cho tất cả các em cùng học. Ví dụ số 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các etanol đơn trước mạch hở. Đây này, etanol đơn trước mạch hở này. Thì mình phải nắm được công thức tổng quát của nó là CnH2nO2 nhá. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy, vậy là cộng oxy này thì ta thu được này, CO2 này cộng nước này. Chúng ta lưu ý cho thầy, etanol đơn trước mạch hở CnH2NO2 thì thầy vừa nói lúc nãy thì số mol CO2 luôn bằng số mol nước, vậy thầy đặt số mol CO2 là A thì số mol nước cũng là A. Được chưa? Thế là dẫn toàn bộ sản phẩm cháy này vào bình pH lần dư. Các em chú ý cho thầy một cái điều chú ý như sau, ở đây để bài nói khối lượng bình tăng. M bình thì là bằng M tất cả mọi thứ vào bình. M bình tăng, chỗ này nhiều bạn rất hay nhầm. M bình tăng chính bằng M vào, chỉ có một M vào thôi. Mà M vào bình là M CO2 cộng M nước. À Bin Su ơi, etanol đơn chất thì CO2 bằng nước, đúng là chính xác. Etanol đơn chức thì CO2 bằng nước, chính xác. Vậy là bằng M CO2 cộng M nước. Vậy là M CO2 chúng ta là bằng 44A. Cộng M nước của chúng ta là 18A. Thì bằng 1,55g. Vậy hoàn toàn đấy là tấm máy tính tìm được A đúng không? 1,55 chia cho mỏng đơn 44 cộng 18 bằng 0,025. A bằng 0,025. Được chưa? Được chưa? Đây bài hỏi khối lượng kết tủa nhá. Vào BaH lần dư thì mình thu được kết tủa là kết tủa BaCO3 thôi. Số mol kết tủa chính là số mol CO2. 0,025. Vậy mình có 0,025 nhân 197 thì bằng 4,925. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, em nhầm ở câu 62 này, Nguyễn Thị Thu Thủy. Chào Hiệp Nguyễn, cần trợ giảng, rất cần. Ok, dễ không? Cực kỳ dễ. Ví dụ 7, rất tốt. Giờ mình sang ví dụ số 8 thế nào. Mình sang ví dụ số 8 là thằng Phạm Chu Hải Hà với lại thằng Hiệp, hai thằng học khá là khủng mà chưa thấy
inbox gì điểm nữa nhá. Thầy vẫn đang hóng điểm mấy đứa hay là đợi 10 hả? Đợi điểm 10 tròn trịa xong mới báo thấy cái gì? Hôm nay chắc năm nay nhiều đứa được 10 nên nó giấu điểm. Kiêu thế không biết. Ví dụ số 8, ví dụ số 7 các em hiểu không nhỉ? Mình sang ví dụ số 8 nhá. Ví dụ số 8 xong rồi mình còn là 62, 63, 64 nữa thôi. Thầy hỏi các em chút là thầy giảng chậm chậm này thì các em có hiểu và các em có theo kịp không? Bạn nào hiểu và theo kịp thì chấm cái để thầy biết nào. Thầy giảng chậm chậm này thì các em có hiểu và theo kịp không các em? Em 2K1 học bây giờ không sớm em ạ. Học ngay từ bây giờ để năm sau thi được 10 với 2K1. Nào mình có nào. Ví dụ số 8 nào các em. Hỗn hợp X gồm vinin acetat. Hỗn hợp X gồm vinin acetat nhá. Phải viết được tên. Vinin acetat. Câu này lại sử dụng một trong số những skin kinh khủng. COO, CH nối đôi, CH2 này. Metin acetat, CH3, COO, CH3. Etin format, HCOO, C2H5. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gram. Ok. 3,08. Thank you Nguyễn Thị Thu Thủy. Nguyễn Thị Thu Thủy nhớ tag các bạn vào đây nhá. Đốt cháy hoàn toàn ra oxy này. Thu được này 3,08 gram mix. Thu được CO2 và nước. Số mol nước bằng số gam nước bằng 2,16. 2,16 chia cho 18 bằng bằng bao nhiêu? 0,12. 0,12. Được chưa? Vậy đặt anh này là A, B, C. Trinh Lê thi được 8 điểm đó. Thế mà không thấy báo gì thầy cả. Kinh. Hay là để đến đây báo để cho các em 2K2 trầm trồ à? Đấy các em nhìn thấy có bạn, có chị Trinh Lê đã được 8 điểm hóa đấy. Vậy ở đây chúng ta đếm này. Chúng ta nhìn này. 1, 2, 3. Đấy, team của thầy không thèm báo inbox. Lên hẳn live stream báo cho các em 2K2 trầm trồ. 1 ẩn, 2 ẩn, 3 ẩn. Nhìn thấy chưa? 8 điểm thi lại thì 2K2 làm sao thi được nữa. Vào dạ các em. Học live VIP thì inbox cho thầy Linh Lê nhá. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. 1, 2, 3 ẩn, 2 dữ kiện. Nhìn chưa? Vậy thì 2 dữ kiện mà 3 ẩn thì mình bỏ đi 1 ẩn. Được chưa? Các em lưu ý này. Thầy bảo hỏi phần trăm số mol của vinin acetat thì không thể gạch thằng vinin acetat được. Gạch thằng vinin acetat thì làm gì còn phần trăm số mol. Vậy chỉ được gạch một trong hai thằng này thôi. Thầy chọn gạch thằng này. Được chưa? Thế vậy bây giờ thầy được này, hệ của thầy này, đây bằng 3,08 này. Vậy thầy sẽ có này, hệ đầu tiên này là về phân tử khối này, nhìn kỹ nha. Anh này chính là C4H6O2. Các em bấm máy tính là phân tử khối này 12 x 4 cộng 6 cộng với lại 32 thì bằng 86A. Cộng với anh này chính là C3H6O2. 12 x 3 cộng 6 cộng 32 thì bằng 74B. Thì khối lượng bằng 3,08 nha. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Hydro vế này này thì có 6A. Cộng hydro vế này thì cũng có 6B nữa. Thì bằng hydro vế này là 0,12 x 2. Đến đây thầy giải hệ. Học off thì không cần live VIP nữa ngoài ăn nhá. Học off là cũng khủng. Năm nay live VIP khủng ngang cơ với off. Off với live VIP ngang nhau nên học off không cần live VIP nữa. 86 bằng này, 74 bằng này, 3,08 bằng này, 6 bằng này, 6 bằng này, 0,12 x 2 bằng này. Vậy này mình có này, A bằng 0,01, B bằng 0,03. A bằng 0,01, B bằng 0,03. Nhìn chưa? Vậy để bài hỏi phần trăm số mol của vinin acetat, thằng này là 0,01. 0,01 mà chia cho mở ngoặc đơn 0,01 cộng 0,03 là bằng 0,04 đúng không? Nhìn thấy không? 25%. 25%. Thấy không? Đây vẫn là skin đếm ẩn của thầy. Rất kinh điển. Cả nhà hiểu chứ? Các em biết sức mạnh của đếm ẩn chưa? Sức mạnh của đếm ẩn là vô ở bên. Bạn nào thấy đếm ẩn hay chấm cái xong rồi xe lại về tường nhá. Đây là mình xong cái chuỗi ví dụ. Mình xong cái chuỗi ví dụ rồi. Quỳnh nhím comment sai rồi. Nào mình sang câu 62 nào. Mình sang câu 62 nào. Mình sang câu 62 nào. 62 nào. Đấy, Quỳnh Nhí 100 học như vậy thì thầy mới vui. 62 nào. Đấy là skin đếm ẩn nhá. Bạn nào chưa biết skin đếm ẩn thì có thể lên YouTube xem lại, được chưa? Thầy có thưởng gì nếu có điểm? Dĩ nhiên là thưởng rồi. 10 điểm năm nay thưởng cực kỳ to. Câu 62. Các em nhìn kỹ này. Đốt cháy hoàn toàn 2 ST. Rồi cho sản phẩm cháy có bình thường H24 đặc.
Được chưa? Phần trăm số mon mà. Lục Trung Đức ơi, thầy hỏi phần trăm số mon mà em. Trời ơi, toàn bọn mắt lé, Lục Trung Đức lé này, Thanh Thường lé này. Trời đất. Lại B Nguyễn Thị Thu Thủy. Nào mình có này câu 62 nào. 62 các em nhìn này, các em nhìn nhá. 2ST cho sản phẩm qua bình được H4 đặc dư, thấy M bình tăng. Chúng ta lưu ý này, M bình H2SO4 đặc mà tăng, bình thường quá lười thì chính bằng M nước. Vậy ở đây chúng ta tìm được M nước bằng 2,07. Suy ra tìm được số mol nước bằng 0,115 thì lấy 2,07 chia 18 nha. Tiếp tục này, bình 2 xuất hiện 11,5 gam kết tủa và trong CA này lần dư. Vậy M kết tủa chính bằng M của CA CO3 bằng 11,5. Suy ra số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 bằng 0,115. Và chúng ta nhìn thấy N nước bằng NCO2 chưa các em? Do N nước bằng NCO2 nên chắc chắn là STNO đơn chức. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B các em nha, Trần Minh đúng. Ok chưa? Hiểu không? Dễ ợt. Nào, mình sang câu 63 nào. Mình sang câu 63, 62B, sang câu 63. 63 rồi đáp án gì nè? 63 đáp án gì nè? 63 và mình có bot của tối nay là bot là câu 64. Thầy cho hẳn đáp án rồi. 63 nè. Những câu nào bot là thầy cho hẳn đáp án rồi. Nào 63 nè. Đốt cháy. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp 2 etanol đơn chức bạch hở. Etanol đơn chức bạch hở, vậy công thức của nó là CnH2nO2 các em nhỉ. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình chứa CO2 lần dư. Đốt cháy đằng này trong oxy thì ta thu được CO2 và nước đúng không? Thế thì ở đây mình có này, mình đặt bởi vì do là etanol đơn chức bạch hở nên là nếu mà số mol của CO2 là A thì số mol nước cũng là A, do số mol của CO2 bằng số mol nước. Dẫn vào bình chứa CaOH2 lần dư. Thằng Triệu chưa báo điểm này đâu đấy, Nguyễn Văn Triệu ạ. Dư. Chúng ta lưu ý cho thầy, M bình tăng này. Vậy có phải M bình tăng thì phải bằng M vào và chính bằng MCO2 cộng M nước không? Vậy là bằng 44A cộng 18A và bằng 12,4. Đến đây ta tìm được A bằng 12,4 chia cho mở ngoặc đơn 44 cộng 18 bằng 0,2. A bằng 0,2. Mà các em lưu ý nhá, M gam kết tủa do là CaOH2 lần dư nên kết tủa chúng ta là kết tủa Ca CO3 0,2 nhân 100. 0,2 nhân 100 thì 20 gam. Quỳnh Nhím đúng, Đặng Bích Trâm đúng, Đức Duy Kèo đúng, chính xác rất tốt. Đấy. Ok, các em hiểu chưa? Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu số 64. Ui, câu này đứa nào mà học skin của thầy làm được ngay. Khổ nỗi thầy lại nhầm, thầy lại cho cả đáp án đây rồi, nên là nó mất thú vị. Câu này là câu bot của tối hôm nay đấy. Câu này câu bot của tối nay đấy. Nào ok, mình chiến nhá, mình chiến câu 64 nhá. Xem thầy chiến bằng đếm bẩn như nào. Các em nhìn các em sợ, nhưng mà thực ra nó không đáng sợ như vậy. Đứa nào chưa xe nhanh về lại về tường nhá. Nào câu 64 nào, cùng ngâm cứu nào. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm. Thế mình phải nhớ được tên đúng không? 64 nhá. 3,42 gam acid acrylic CH2 nối đôi CH COOH vinil acetate CH3 COO CH nối đôi CH2 metin acrylat CH2 nối đôi acrylat CH COO CH3 acid oleic. Thế thì bạn nào không biết thì chấm cái xong học luôn, thầy giải cho mà hiểu luôn. Oleic là C17H33COOH, được chưa? Đốt cháy ở trong oxy này thu được, bọn này cháy chỉ thu được CO2 và nước thôi. Hấp thụ này vào dung dịch CaOH2 lần dư.
sau phản ứng thu được 18 gram kết tủa. À, vậy kết tủa ở đây là kết tủa CO3. 18 gram thì số mol 18 chia cho 100 bằng 0,18. Số mol kết tủa chắc chắn bằng số mol CO2 0,18, được chưa? Khối lượng thằng X so với khối lượng dung dịch ban đầu thay đổi như nào? Thế đề bài hỏi là M delta M thì bằng M vào trừ M ra. Cái gì vào dung dịch? CO2 và nước bằng M CO2 cộng M nước. Cái gì biến mất ra khỏi dung dịch kết tủa này? Trừ M kết tủa. Được chưa? Hiểu chưa? Delta M bằng M vào trừ M ra bằng M CO2 cộng M nước trừ M kết tủa. Ok chưa? Nhìn rõ chưa? Thế bây giờ thầy có này, M CO2 thì tính được rồi. M CO2 thì tìm được rồi. 0,18 x 44. 18 x 44. M nước chưa biết. M kết tủa tìm được rồi, 0,18 x 100 bằng 18. Vậy bây giờ mình cần tìm M nước. Muốn tìm M nước thì mình cần tìm số mol A, B, C, D. 1 2 3 4 ẩn. Một dữ kiện. Hai dữ kiện. 4 ẩn, 2 dữ kiện, mình được quyền gạch. Mình được quyền gạch 2 ẩn. Em thích cái kẻ nào cũng được. Nào, bây giờ tất cả các bạn cũng đang theo dõi livestream thầy, hãy comment 2 ẩn mà em muốn gạch. Thầy sẽ gạch 2 ẩn của bạn nào mà comment nhanh nhất. Nào, comment. Comment 2 ẩn mà em muốn gạch. Thầy sẽ gạch 2 ẩn nào mà của bạn comment nhanh nhất. Để thầy giải cho em xem. Đây nha. 1 2 3 4 ẩn này. Hai dữ kiện này. Mình gạch làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Được chưa? Gạch làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Thế thì mình sẽ đi gạch 2 ẩn đúng không? Thanh thường A, B. Gạch A, gạch B. Ok, thanh thường. Chúng ta gạch A, B nhá. Vậy ở đây này thì sẽ có khối lượng này. Hệ phương trình. Hệ phương trình đầu tiên. Hệ phương trình đầu tiên. Anh này là C. C4H6O2. Đúng chưa? C4H6O2 và anh này là 86C cộng với anh D này, khối lượng này 12 x 17 cộng 33 cộng với lại 45 282 282G thì bằng 3,42. Ok chưa? Thầy gạch hai cái đầu rồi. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Đây là có carbon và thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 4C cộng với như này, 17 cộng 1 là 18G thì bằng 0,18. Vậy đến đây thì tìm được CG. Bấm lên tính thể hệ. 86 bằng 282 bằng 3,42 bằng 4 bằng 18 bằng 0,18 bằng 0,0257. C bằng 0,0257 và D bằng 4,285 nhân 10 mũ trừ 3. Ok chưa? Đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tìm ra nước nha. Được chưa? Ừ thì bạn ấy thích gạch vậy. Được chưa? Nào chúng ta xem nhá. Bảo toàn này. Bảo toàn này, bảo toàn này, nhìn kỹ này. Bảo toàn này. Bảo toàn hydro này. 0,0257. 0,0257 nhân với lại 6 cộng với lại 4,285 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với lại 34 nhân với 34 bằng chia cho 2 bằng, các em nhìn này, 0,149. Vậy là gần bằng 0,15. Được chưa? Vậy thì thế đây, đây là thầy chứng minh cho em làm á. Vậy bằng này 0,18 nhân 44. 0,18 nhân 44 bằng 7,92 cộng M nước là 0,15 nhân 18 trừ 18 bằng cộng 0,15 nhân 18 trừ 18 bằng trừ 7,38 gram, âm 7,38 gram. Em nhìn thấy chưa? Ở đây thì chứng minh cho em là gạch thằng nào cũng được. Về nhà em gạch hết. Em phải gạch AB thì còn CD. Em phải gạch CD thì còn AB. Em phải gạch AC thì còn BC. Đều giải được. Điều đều giải được, hiểu không? Số mol lẻ vẫn giải được, số mol âm vẫn giải được, kiểu gì cũng giải được, chỉ cần là số ẩn bằng số phương trình là ok, hiểu không? Kết quả chúng ta đều ra bằng âm 7,38. Và thì nhớ không nhầm là trong cái skin số 01 của thầy, thầy đã dạy các em cái này, và khi mà thầy gạch thằng CG thì cũng ra âm 7,038. Thì hôm nay mình muốn thử thách một chút để mà thầy cho bọn em giải, ok?
Hiểu chưa? Như nhau cả, chính xác. Đấy, các em học buổi hôm nay hiểu không? Nếu hiểu thì hãy giới thiệu tất cả các bạn của các em theo dõi các buổi live stream tiếp theo của thầy. Buổi live stream tiếp theo của thầy sẽ vào tối, hôm nay tối thứ mấy? Hôm nay tối thứ 3, tối thứ 4, tối thứ 5, tối thứ 6 nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào 20 giờ 30 tối thứ 6. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Đúng rồi, hôm nay học ít thôi, chính xác.